Hơi cùng bờ. Thấy không mọi người, thấy không? Nó không có dễ chơi ha. Nãy giờ được có nhiêu đây nè. Bao nhiêu con trúc cần rồi. Xài 48 rồi. Gà 48 là nhiêu tiền? Rồi tính tử. Lấy cái tiền mua nó. Đây nè mọi người, 50 đồng mọi người phải không? Dạ. Đó. Ai có muốn cơm không? Đây thôi. Nói vậy thôi đi hả? Okay. Cái này mình có ăn cơm nữa nhưng mà thôi mình đói bụng quá, giờ mình ăn thịt trước đi. Nhâm mì quá. Mình còn dư giấy cho má miếng. Cảm ơn. Kêu nước uống nè mọi người. 2 lon nước ngọt, rồi thêm 2 cái dĩ thịt này nữa nè, thấy không? Đó, thế nè, rồi 2 cái luôn. Tại 2 cái này ăn mình thấy ngon, đúng không? Ồ, cái đó mới không ăn đâu. Má nhìn có chi nhiều quá mới không ăn đâu. Được không? Cái này nè, cũng thơm mệt cái này. Dạ, cái này ngon nhất. Cái này cũng hơi mỡ cái mày á. Không nhưng mà có, nhưng mà cái độ ngọt nó khác. Mình nướng hơi chín hơn chút hết trơn thì nó hơi khét khét á, thì nó mềm nó ngon hơn. Đó, đó, ăn không kịp luôn. Hình như là mình chấm với cái này là cái tương nè, cái tương gì mà có chút chao vô á, nó ăn nó đậm đà, nó ngon hơn mình chấm làm nước tương nha mọi người. Kim chi có không? Không. Kim chi có, có muốn không? Mình chút kim chi với khiêu kim bời gì mẹ ăn lái á. Cái kim bờ, khiêu kim bờ mà con nói ngâm á. Xanh kinh chi. one can actually have two households. You have the buckers as well, but pickled cucumber, yeah. Oh, it's here? Oh, yeah. We can get that too. I want two or just one? One. Okay. And that's all for now. Sure, thank you. Oh, đã có. Bây giờ mình phải hỏi chứ. Tại con nhớ con có thấy nó không? Ăn có rau vô nó ngon. Hết một cái rồi nè mọi người. Lấy này. Cái thịt á, cái thịt chấm với lại cái này là cái tương, cái này là tương với chao hay gì á, nó ăn nó đậm đà hơn là mình chấm với mà cái nước tương, cái chai nước tương này nha. Nó đậm á, nó có cái mùi, chao á, mùi chao với tương hột á, kiểu vậy á. Chao tương hột với lại cái kiểu có hơi có chút tương ớt vô á. Cái chén họ ăn cái gì vậy ta? Mọi người ăn cơm chưa? Lại mọi người ơi, thấy nè, trời ơi, thấy là thế, ngon. Thank you. Tại sao nó đổi này vậy? Nó đổi để cho nó không có dính phải không? Không có dính với không khét. Tại má thấy giờ nó dễ khét đúng không? À. Tại nhiều dầu quá đó. Cho nên nó muốn nhanh hơn thì giờ nó không có khét. Đó là câu trả lời mà cháu Kiên hỏi cho cả nhà biết luôn nha. Nó chấm này thôi phải không? Rồi con có kêu thêm. Kêu thêm nước chấm đó hả? Yeah. À, hết luôn thịt rồi mà còn mọi người. Mắc cười ra luôn. Kêu. Wow. Nè. Đây là cái kim chi rồi cucumber nữa nè mọi người. Wow. Cẩn thận nó phục lửa lên. Thử cái này, cucumber này nha mọi người. Mình thử rồi nó làm sao nha. Ngon hết trơn. Nó giòn, nó ngọt ngọt, mặn mặn. Wow, ngon. Giờ mình ăn thử cái kim chi chút nha. Nãy giờ mình ăn với thịt nè. Đó, bây giờ mình ăn với kim chi ha. kim chi mới làm cho nên kim chi mới làm cho nên chưa có được đậm đà. Bây giờ mình thử cái này thôi. Cái này là trong đây là nó có cà chua, xà lờm, loại rau cải nè, cà rốt nha. Rồi mình thử ha. Nãy giờ mình ăn thịt không à, giờ mình ăn chung với cái này cho nó đỡ ớn. Rồi con định lát tới đây chứ. Wow. Ngon không? Má nghĩ cái xà lách này tầm nó hết rồi. Cái này ngon nè mọi người. Ngon không? Đó, mình chập với thịt ăn, cà chua. Con gấp cho con đi con. Cái này phải nướng giòn giòn chút nè, cái hộp nó có mỡ á, ăn dai dai á. Thôi đừng ăn. Chứ mình nướng là mình ăn ấy á. Wow, cái sốt với cái này con có ăn thử này chưa? Ngon hả? Con này rớt nè. Con này rớt nè mọi người. Cái này gọi là cái gì ta? Cucumber thôi hả? Dạ. Nó ngâm nè. Cái này nó ngâm thôi, ngon lắm à. Sorry mọi người nha, tại vì biết sao không, không có cái ấy cái để cái mình vừa một tay cầm á, mình vừa một tay quay á, cho nên nó không có được đẹp lắm nha, cả nhà thông cảm ha. Thì một hồi nữa mình sẽ nói cho cả nhà biết tiệm này là tiệm gì nha, để mọi người ở Toronto á, hả không? Toronto mà tới á thì mình ghé đây mình ăn. Thấy mấy chị service á cũng trong tiệm á dễ thương lắm. Ôi dạ dạ. Con muốn xin chén cơm hai má con mình share không? Hay thôi. Rồi mình ăn thịt với rau vậy thôi. Rất là nóng luôn. Còn nóng hổi luôn mọi người ơi, không dám bóc. Ăn vô nó phỏng. Cho nên đợi con gái. Bánh hơi nóng nha. Nhìn đẹp không? Đó, má mi đang review nè cho mọi người coi nè, nhưng mà nóng lắm, má đụng vô nóng. Thì con muốn thử thì con thử. Thử gì con biết rồi. Bây giờ xoay thử cái dĩa coi coi con lấy cái nào vậy đó. Bây giờ má con ăn no rồi, má con ngọt phá hết nè. Nè là coi, giống như là coi coi cái bánh nào chỉ vô người nào là của người đó nha mọi người. Oh no. Tự nhiên má lấy được cái bánh xấu à. Con nãy má định chừa cho con cái bánh đẹp đó. Thì cũng ok rồi đó, ăn đi. Con thử con ăn trước đi rồi review cho con. Có nóng không? Còn nóng à. Nhìn bánh xinh quá. Con chọn đi, con muốn chọn con chọn. cái bánh chọt cho nó thở hả? Dạ. Không muốn con chọt cái của máu không? Thôi, tha nó đi cô. Sao cảm giác hôm nay ăn sao? Ngon tuyệt vời. Wow, ngon tuyệt vời luôn hả? Cho mấy điểm? 10, tính là 10 là điểm điểm chuẩn. Còn không biết 8 điểm. Còn má? 8 điểm hả? Má đó thì đồ ăn thịt thì ngon. 8 điểm. Phục vụ dễ thương 9 điểm. Cái tiệm đẹp 10 điểm. Cộng lại là 9 điểm. Ok, 9 điểm, 9 điểm nha mọi người, 9 điểm. Ok. Đó, thấy không? Chấm lên xong rồi cái trời ơi, ăn bỏ lên trên miệng nè. Xong rồi tiếp ha. Như gì đó không nè. Là nhâm gì không? Không có ăn thêm này không? Vậy bây giờ mình chấm mình ăn nha mọi người. Cứ ngồi để chờ hoài nha. Ok nè, mình quay kỹ là cho mọi người thấy cái ruột bánh là cắn rồi nè, thấy không? Bột rất là mềm luôn nè. Ok. Sữa nè, ok. Đây. Xin Shinta Japanese barbecue, ok. Đó. Thì mọi người đi vô trong này, ok. Đó. Có những cái ngăn để đồ rồi mọi người có thể đi toilet ở đây nè. Thì mọi người có nhìn thấy cái bảng ở đây đó, thấy không? Mọi người đi vô, ok. Thì thấy ở đây là cái quầy bếp, họ làm đồ ăn, thấy không? Đó, có rượu, có những cái rất là ngăn nắp nha mọi người. Thì mọi người thấy nè, đây là mọi người nè đợi rồi mình ghi giấy, hiểu không? Xong rồi mình mới vô. Đó thì mấy anh chị trong này rất là dễ thương. Đây là cái bản hiệu của nó. Ok. Ok, rồi bây giờ mình đi ra chỗ ngồi nha mọi người. Đây là mọi người thấy có rất là nhiều chỗ luôn, thấy không? Đây là bàn, những bàn mà đông người mình có thể mình đặt bàn trước đó. Còn nếu mà ít bạn bè đông thì ở đây đó. Còn mọi người thấy không, rất là nhiều chỗ ngồi luôn, mình có thể mình đặt tiệc nữa, thấy không? Đây nè, có nhiều bàn lắm. Thì mỗi cái bàn này là cho đông người ha. Còn cái chỗ của mình đó là mình chỉ 2 người thôi, cho nên mình đi. Rồi ở đây nè, mình có thể mình nhìn xuống dưới đây nữa nè. Đó là đường, thấy không? Đường. Nhưng mà ở đây thì nó ngang lại, cho nên mình không có nhìn thẳng xuống mặt đường. Thì mặt đường này ở đây, thấy không? Mọi người có thể thấy xe chạy rồi, cái đường rất là đẹp ha.